Anh sai rồi, em hãy về với bố con anh. Con nó rất cần em. Chấm hết. Em nhắn tin đúng một câu như vậy cho vợ, không giải thích, không nói nhiều, rồi chờ kết quả. Và sau khi bọn em về ở với nhau, không nhắc lại chuyện cũ nữa, yêu thương nhau nhiều hơn. Khi mà có những vấn đề mà đối lập nhau, mình không nói nữa. Mình không cãi nhau, không, mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Cô ấy sống theo cách của phía gia đình nhà cô ấy, mình sống theo cách của gia đình nhà mình. Cho nên là đôi khi mà có những cái đối lập trong cuộc sống, mình không đôi co, không cãi nhau. Và có một câu chuyện tôi đã kể rất nhiều ở trong này. Hai người cãi nhau, một người nói là 4417, một người nói là 4416. Thế là hai người mang lên quan kiện nhau. Quan mới đánh cho cái người 4416 một trận, thả cái người 4417 về. Và khi cái người 4417 về thì cái người 4416 mới hỏi quan: "Tại sao con nói đúng, quan vẫn đánh con?" "Tao đánh mày bởi vì mày biết mà mày lại cãi." Làm mất thì giờ của quan và mọi người. Cho nên là trong bất kỳ một cái trường hợp nào, khi mà đã lên cao trào rồi, chúng ta nên nhịn nhau. Bởi vì đấy, mình biết thì mình không nên cãi nhau với người không biết làm gì, mất thời gian. Lúc nào rồi người ta sẽ tự hiểu. Và khi mà vợ em về, sau này em có thể lưu cái video này, rồi em sẽ nói với vợ sau. Còn bây giờ mình là người ở phía trên, mình là người hiểu biết, mình sẽ nói với vợ trước để vợ về. Và trong cuộc sống thì đối nội đối ngoại, em muốn đằng à ngoại tốt với bên nội, vợ em tốt với bên nội thì em cũng phải đối tốt với bên ngoại và ngược lại. Người vợ muốn chồng đối tốt với người, tốt nhất là thôi mình cứ làm gương đi, mình cứ đối tốt với bên ngoại thì tự động vợ sẽ tốt với bên ngoại bên nội mà thôi. Dần dần rồi họ sẽ tự hiểu ra và yêu thương và hiểu và biết không nên cãi nhau với người khác làm gì trong bất kỳ một cuộc xung đột nào. Em chỉ nhắn mỗi một câu như từ đầu video anh nói: "Mẹ con em, à em hãy về với anh." Không giải thích gì nhiều. Và người ta biết thì người ta về. Còn không, mình không nói qua nói lại làm gì, tự người ta sẽ hiểu. Thời gian rồi người ta sẽ hiểu. Người mẹ sinh con ra mà bỏ con thì không hề đơn giản đâu. Rồi người ta sẽ phải nghĩ ra thôi. Chúc em và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn em rất là nhiều.